Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà mà hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần sau của ngôi nhà đây mọi người ạ. Đây chính là Hồ La Dương, nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này mà ra tới mặt đường Lê Trọng Tấn thì nó chỉ phạm vi bán kính 200m thôi. Xung quanh ngập tràn tiện ích, rất là gần với lại khu đô thị Galesimco Lê Trọng Tấn mọi người ơi. Và căn nhà này thì đã có đầy đủ sổ đỏ theo hiện trạng dọn đồ về và ở ngay thiết kế như thế nào ạ. Với cái thông số nhà thì là 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và cái căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà 3m25, mặt hậu 3m25, chiều dài 9m24. Với căn nhà sổ đỏ vuông vắn mọi người ạ. Và Ngọc sẽ đưa mọi người ra tham quan cái phần mặt tiền của ngôi nhà. Đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà với thiết kế nhà đây. Ngõ thông đường thoáng, ô tô đi qua được. Ô tô nhỏ thôi mọi người ạ đây. Còn nếu mà ô tô đỗ gần thì nó cách với lại đường ô tô đỗ nó chỉ khoảng tầm 30m thôi. Ngõ thông thoáng. Căn nhà này thì theo hiện trạng chỉ việc dọn đồ về và ở. Nhìn thực tế luôn là cái căn nhà này. Đây mọi người nha, hoàn thiện, mới hoàn thiện xong rồi. Đây ạ, vị trí thì nó thuộc La Dương, ngoài xin nhắc lại, nó rất là gần với lại khu đô thị Galesimco. Đó, gần với lại khu D với khu C Galesimco mọi người ạ. Và giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là có giá 3 tỷ 680 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây ngoài đang đứng ở đây là cái phần để xe cho mọi người nhá, phần để xe đây. Thì ở đây thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, phòng để xe đây mà mọi người nhìn này, chủ đầu tư thiết kế cầu kỳ không ạ, hai bên trần phào tranh dán tường hợp lý. Cái phần hoàn thiện căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước, tất cả mọi thứ, nói chung là chỉ việc xách vali về và ở, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm cho quý vị một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, đây là cái phần để xe đấy mọi người ạ. Tiếp theo mời mọi người vào cái không gian phòng bếp. Đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Ngập tràn ánh sáng, như anh vừa chia sẻ rồi. Thoáng trước, thoáng sau. Đó. Hướng ra view hồ rất là mát quý vị ơi. Cái view này nó chill chill luôn ý. Uống cà phê hoặc là buổi tối ngồi đây thì quá là ok luôn. Đó. Thực tế luôn mọi người ạ, rất là thoáng đấy. Có như thế nào thì Ngọc Ánh quay với quý vị đúng như thế, sổ đỏ đầy đủ. Đây là không gian phòng bếp. Từ cái vị trí căn nhà này mà quý vị đi làm ở ven cái đường Lê Trọng Tấn hoặc là đường Tố Hữu, hoặc mọi người có đi làm ra cái hướng Đại lộ Thăng Long thì rất là ok, đi lại nó rất là gần. Nó thuộc phường Dương Nội mọi người ạ. Ở đây thì cũng rất là gần với lại trung tâm thương mại Yomon Hà Đông. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích, ủy ban nhân dân cũng như là chợ trường phường trạm, không thiếu một cái gì cả. Mọi người có thể cân đối cái quãng đường, có thể cân đối tầm tài chính và xem cái căn nhà này thiết kế ra sao. Nếu như mà phù hợp thì có thể alo ngay cho Ngọc Ánh nhá. Rồi, phần phòng bếp đây, phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ thiết kế đây. Chất liệu inox 304, phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Mặt bếp thì là ốp đá trắng và xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp. Với cái tủ bếp này thì thiết kế toàn bộ, ở đây là tủ gỗ mọi người ạ. Và tuy nhiên thì nó là tủ gỗ công nghiệp. Nói thế thôi nhưng mà độ bền cũng khá là lâu. Đó, còn cái phần hoàn thiện gạch lát nền đây. Đó, căn nhà này thì cái mặt tiền của nó chỉ được 3m25 thôi. Tuy nhiên về cái công năng sử dụng thì mọi người khám phá cùng Ngọc Ánh trên các tầng nhé. Mà thiết kế phòng khách ở trên tầng 2 mọi người ạ. Thiết kế lệch tầng rất chi là hợp lý. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, được ốp toàn bộ sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng hai lớp, điều hòa lắp đặt sẵn rồi, hệ thống trần thạch cao. Đây là cái phần để kệ tivi mọi người ạ, vách gỗ PVC. Nói chung là trang trí thôi. Đó. Đấy. Đây là không gian phòng khách. Rất là mở, rất là thoáng ạ. Đấy. Ngoài ra ở trên phía tầng 2 này thì thiết kế theo giật cấp, ở đây có một cái căn phòng ngủ ở phía bên trong. Căn phòng ngủ này thì đây cũng hướng ra cái mặt hồ đằng sau này. Và ở đây thì chủ nhà có để cho mình một chiếc giường rồi. Đấy, mọi người thấy không? Toàn bộ ngập tràn ánh sáng, kê một chiếc giường vào đây thì chỗ cái không gian này vẫn để cho mình một chiếc tủ ở kia được ạ. Cái phòng khách,
phòng ngủ đều được thiết kế là sàn gỗ mọi người nha. Đó, cửa thông phòng đây, thiết kế cửa nhôm hệ, không thiết kế cửa gỗ. Cái này thì về cái độ thẩm mỹ nó không đẹp bằng cửa gỗ, tuy nhiên về cái độ bền thì Ngọc Ánh khẳng định luôn là độ bền nó ngang ngửa và thậm chí còn hơn với cửa gỗ. Mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với không gian tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm hai phòng ngủ, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa, thiết kế như nào. Đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phía mặt bên ngoài mọi người ạ. Thì ở đây có giường này, có tủ này, đó. Cửa sổ thông thoáng. Đây mọi người có thể nhìn setup sơ qua này. Kệ bàn phấn này, điều hòa này. Nói chung nhà có như nào Ngọc Ánh quay và review đúng như vậy mọi người nha. Từ cái thông số cho đến cái giá bán, pháp lý thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tới 80% giá trị của cái căn nhà này. Đây là phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây mọi người ạ. Mắt khăn dàn này, hệ thống sen tắm đầy đủ. Và phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 3 đây. Này, phòng ngủ này rất là rộng thoáng, cũng có điều hòa luôn. Như vậy, phía dưới phòng khách của ngôi nhà một chiếc điều hòa này. Trên phía tầng phòng ngủ tầng 2 cũng có điều hòa này. Tầng 3 cũng điều hòa trong và điều hòa ngoài. Như vậy căn nhà này hiện tại bây giờ là đã có 4 điều hòa rồi đấy mọi người ạ. Và cuối cùng mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Tầng 4 của ngôi nhà thì khi vừa bước chân lên trên phía cầu thang này, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Cái nhà này thì nói thật với mọi người là cái ánh sáng trước sau nó rất là đầy đủ luôn. Và hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây, thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang là ốp đá tự nhiên mọi người nhá. Đó, trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế thêm một cái phòng đây. Đây màu là phòng thờ mọi người ạ. Đó, thiết kế phòng thờ này, sàn gỗ này, đầy đủ ánh sáng, công năng. Một phòng vệ sinh. Đây quý vị ạ, trên tầng 4 vẫn có phòng vệ sinh bình thường nha mọi người. Công năng sử dụng quá là ok. Và phần còn lại, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Rồi, cái view thì thực tế luôn mọi người, ở đây mọi người có thể nhìn giúp em. Nó gần như là nằm sát với lại khu đô thị Glassimco luôn, sát với hồ La Dương, mặt hồ La Dương ở phía sau. Công năng tiện ích thoải mái, vị trí khá là ổn. Giá chào bán 3 tỷ 680 triệu đồng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.